Một cô gái 18 tuổi nợ quán massage khoảng 9 triệu đồng bị mua đi bán lại nhiều lần. Trước khi bị đưa bán sang Campuchia, cô gái này đã được lực lượng biệt phòng giải cứu. Và sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc này. Cô gái sinh năm 2005, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, bị ba đối tượng Trương Diệt Hoàng sinh năm 1998, quê quán Hà Nội, Lâm Quốc Đạt sinh năm 2004, quê tỉnh Đồng Nai, Trương Công Trứ sinh năm 1998, quê tỉnh Quảng Ngãi, chở bằng ô tô đang xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán dưới giá 25 triệu đồng. Trên đường đi, nhóm này bị đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây bắt giữ. Nạn nhân cho biết đã bị bán sang Tây nhiều lần bởi bằng nhóm bốn đối tượng Lê Văn Giáp sinh năm 1986 quê Bình Dương, Nguyễn Thị Mai sinh năm 1998 quê Đồng Nai, Trần Giang Sáu sinh năm 1995 quê Đồng Nai, Võ Thúy Liễu sinh năm 1989 quê Sóc Trăng. Cả bốn đối tượng lần lượt bị bắt giữ Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Giáp khai nhận do cần tìm người làm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ của mình ở Bình Dương nên bỏ ra 9,6 triệu đồng để mua cô gái về cơ sở của mình làm việc. Thế cô gái làm việc không hiệu quả, Giáp rao bán nạn nhân trên mạng Zalo và được võ Thúy Liễu chủ một điểm massage ở Bến Tre mua lại với giá 11 triệu đồng. Làm việc tại điểm massage của Liễu, cô gái gặp Trương Công Trứ và Trần Văn Sáu. Hai đứa tượng này hứa hẹn sẽ chuột nạn nhân cho điện thoại vài vụ qua campuchia làm vợ một chủ cơ sở người campuchia sau khi trả tiền cho liễu các đối tượng tìm cách bán nạn nhân qua campuchia trên đường đi thì bị bắt giữ